cái này chân ở đây rồi. Bật cái màu đỏ. Cảm ơn nhau nhỏ. Một hai ba chưa? À. Rồi muốn là lại muốn đi bữa cho con vậy chợ nhà cái bốn xã gần đây mà Bình Tân mà tự đi xuống mặt đó. Tôi đi bảo cho bà nội á đi xuống mặt đó mặt nào mặt nó chết xe không đó không phải đó mà bốn tôi cũng xã nó gây ra xà cái nãy ông đi đường tiền trên con xe đặt hết tiền trên nào quá không tiền trên sao quá con đi người ta bốn xã mà con đi gần nhất đó là chỉ có hỏi thuốc rồi hả? Ủa má như xì tre trên đá mà có thuốc ở trên đá đưa bọc như quỷ vậy. Không có hả? Không có sao nghe nó mới vô học còn nào đội ngủ rồi mới học trò nào đội chơi đá chung nghe nó đuổi rồi đội lên đưa lên công an phường cái đồ mới hết chơi gì ngày chơi kêu quá kêu nó cũng ừ cái là không tiền như chơi đúng không? Ở đây là không có rượu mà ở đây là không có chơi mai thí đâu. Vô đi học mà nghỉ mà ngủ rượu của bạn chơi mai thí là rượu mới chỉ lên phường chơi chung trưởng phường thôi. Giờ ai mà chơi rượu mà bú đá của mình nữa đúng không? Người ta rượu mà người ta chơi đá là rượu phải chơi chuyên nghiệp, rượu mới chơi mà không có ngủ rượu lung tung, chơi là phải phép một đốm tóc này nè. Mua đá bỏ lên đây đội nón vô cho thấm xuống não với ai mà còn bú bình đi ngủ lung tung này đâu chơi chơi giết mà đậu quăng luôn kìa đi vũi ra đây đi quăng quăng cho nhỏ thôi. Con đi gần nhất là con biết đi đường nào không? Đi đường Lạc Long Quân tới Đầm Sen, vậy Đầm Sen cái ra tới quân ở thôn xã rồi
đúng không? Ở đây chạy ra đường nào xuống dưới lại phong quân. Con đi qua vậy ra ngoài đầu qua đây về trái ra tới ngõ tư nhỏ về phải đi thẳng hoài luôn rồi tới Đồng Sen. Tới Đồng Sen là địa chỉ của quẹo. Tối con cũng nghĩ làm xong cái con chạy nha. Không có say đẩy rồi không có say. Chạy ra cái có anh hẹn con một giờ. Trưa này nghỉ làm xong con mới chạy nha. Em nghĩ là chủ nhật làm nó buồn. Buổi nghỉ làm chia ra trực đồ nó dạo. Đúng không? Ai mà làm sao bác mấy thằng của mày bác á. Má nó đi một hàng trăm mấy tí. Mà thấy 8 tấn mà. Không, mỗi hàng một trăm mấy tí. Đi 4 chiếc xe con. Để không? Tấn màu dạo lắm. Dạo cực kỳ luôn, nó không có dạo tàu quá. Tàu quá kêu án. Má đâu chạy xịn như đi xe con luôn. Thì bé mấy mặt phóng lợ không? Thì nãy bán còn cũng không à. Con bé mai thúy là độ dễ bán nhất. Bán được. Giàu. Giờ đi học xăm đầu giá trị nữa. Giờ đi bán xì ke là giàu nhất. Làm cỡ mấy tạ ở trong mấy trường bắn mấy cọp nó còn trống nhiều lắm. Đủ bao nhiêu thằng đưa lên cũng được. Giờ rồi mới giờ trường bắn rồi mới dẹp rồi. Giờ chỉ tiêm thuốc độc rồi. Cậu mấy mày thấy là hỏi cần phải kêu nhà nước cậu má đưa cho mấy tiêm mỗi lần tiêm là như là mấy trăm triệu đúng không? Hai trăm mấy chục triệu đủ má ra lấy lá ngón dầm nhụ mới nhuyễn cái đầu nó bơm vô rồi không phải lấy thuốc đó lấy mà thấy mình sốc cho sốc thuốc rồi sốc chi đầu má mà lấy lá ngón á đầu má mà cà nhuyễn nha đầu mới thành nước rồi bơm một bát bột rồi đầu mới đi ngọt ngào vậy. Còn mai thứ là bắt mấy nào mà chơi chơi cái đầu má cột cái đó đầu mới đốt thì xa cho ngất ngay chơi ngay là chơi đấy được tắt đầu luôn má đó bạn đốt đi ra mũi đầu má cột cách khoảng 5 mét đầu má đốt còn không đầu mới bỏ vô phòng đốt cho đầu má ông minh luôn cho sản tự động giết với nhau. Vậy như lòng đi. Rổ nguồn núi đi mất xa biết này. Có tiền không? Đó, mượn bớt này. Có tặng nguyên tiền. Đủ máy còn có 100-105 ngàn đi mất xa bao rượu máy rồi bon như mấy lần đi bon như. Giờ tao lấy tờ này thôi, tiền bon nè. Tiền vé tao lo mày. Cái con ngủ lắm. Có. Có rồi, đang nói với em rồi. Chuyện tao bao tao bao vé. Rồi này tiền bo. Rượu mới hút công anh nhụ mới lên vô luôn xuôi mà đéo bo con người ta ra tao mang tiếng nữa. Đi không? Đi tôi tiền bo đây. Tao tiền ăn luôn. Chứ tụi mới mày đi mày coi để chơi không rượu mới sống gì. Vì mới xa thì cũng bị à. Hiếu một tay gì? Hiếu bắt xa rồi đó. Hiếu một tay thì lúc đầu nữa. Anh chiều đi xuống rồi anh lo từng vé cho mướn rồi. Vậy bây giờ mày lo vé ra đi. Đưa tiền.
anh làm massage mà. Ở đâu? Ở bên con có tăng. Ở đâu? Ở chỗ mày làm mà mình không biết nữa. Mày làm quê lên gì? Mà làm hay là cái gì? Ba cũng nghỉ rồi. Giờ làm cái gì? Không điện kêu nghỉ đi. Người trong đó nó đụ má canh nó nhỏ đá chết mẹ gần thôi. Đây là thì quá rồi nghỉ. Kêu có tiền với đồ ngon. Rồi hôm nay. Đúng rồi. 30 phút nữa anh về nha anh Sơn. Sắp đến giờ rồi, cố gắng học được đi học. Bị đổi nhét mà vậy.